Be strong. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì có mời được một bạn YouTuber các bạn nè, bạn Lâm Gia đó. Các bạn lên YouTube gõ Lâm Gia là sẽ thấy kênh của bạn nha. Kênh của bạn cũng bự dữ ạ. 600 mấy ca sub rồi các bạn. Bạn làm về điện thoại đó. Thì anh em chơi game vô tình quen gài kèo các bạn, gài kèo vô đánh trận để làm video cho anh em coi. Thì hiện tại bữa nay mình với bạn ấy sẽ solo Bombay nha các bạn. Bombay đang hot quá. Đánh phê các bạn. Thì hiện tại Bombay của mình là Bombay 8 nha. Còn của bạn Lâm Gia đó, tên bạn tên là Hùng á, thì bạn mình gọi là Lâm Gia đi cho nó pia cái kênh nghe cho nó hoành tráng các bạn. Thì bạn Lâm Gia là Bombay 7 thiên sứ 12, mình là Bombay 8 thiên sứ 13, cho nên là mình có lợi thế hơn các bạn. Lợi thế hơn đó. Nhưng mà về chênh lệch grid time thì không chênh lệch bao nhiêu các bạn. Cho nên là mình nghĩ là solo vẫn ok. Thì cái đội hình Bombay thiên sứ này đánh lâu các bạn. Nếu mà đam ổn á, đam của các bạn mà to á, thì đánh câu kéo lâu phết á, mạnh á. Thì bữa nay gài kèo solo các bạn. Gài kèo solo. Solo này không có mất cúp cho nên là đánh thoải mái thôi. Để xem là hai cái Bombay này thực sự nó sẽ kéo được cái game về bao lâu nha. Bao lâu thì cái Bombay này nó sẽ bị đuối nha các bạn. Thì hiện tại bên mình đã có những cái con vẫn có một con Bombay 3 thôi. Còn bạn Lâm Gia thì đang giữ những con sao chép có chấm cao các bạn. Ý đồ chắc là đẩy lên Bombay chấm cao đây. Căng phết ạ. Bạn này thì cày cũng mùa cũng được mười mấy ca cúp đó các bạn. Nói chung là đánh cũng ghê phết á. Hàng chất lượng nha, chứ không phải là hàng bóng gì đâu nha các bạn. Hàng chất lượng đó, tuyển hàng chất lượng về để solo cho anh em coi cho nó đã mắt. Thì có một số bạn yêu cầu làm Bombay với xương lạnh hoặc là Bombay với kỵ sĩ. Bữa mình có làm một trận Bombay với xương lạnh rồi. Xương giá chứ. Chắc hôm sau mình đăng nha. Nhưng mà thôi để hôm sau đăng đi. Thỏa lòng mong ước của các bạn luôn. Phục vụ gọi là anh em hết mình. Thì cái đội hình Bombay này nếu mà các bạn tầm grid dam khoảng tầm 1k2 đổ lên chắc mình nghĩ chơi được một đó. Cũng cày được khá cúp đó các bạn. Tại vì cũng khó khăn quá ha. Nhưng mà mình nghĩ tại vì cái lượng PP của nó các bạn đánh thì nó sẽ không có hụt nhiều. Khi mà các bạn gặp các cái đội hình như là dao hoặc là dao hoặc là mê hoặc đó thì nó cũng đỡ các bạn. Nói chung là nó đỡ hẹo non. Như mê hoặc thì nó khả năng nó tấn công vào đầu game rất là mạnh để cho mình chưa có các cái bóng gây đam to mà bị dính mê hoặc á. Nói chung là lúc đó trên bàn của mình nó chưa có nhiều bóng mà bị dính mê hoặc thì khả năng là mình đẩy máu của các cái con quái nó lên cao và không có đủ sức để giết nó. Nhưng mà khi các bạn chơi đội hình Bombay này mà gặp mê hoặc thì các bạn cứ để ý nha. Nhân sao chép Bombay 1 với lại tăng sao cho nó số lượng nó đồng đều. Ví dụ mình có 3 tăng sao thì mình có cố gắng giữ 3 tên Bombay. Hoặc là 4 tăng sao thì giữ 4 Bombay để làm chi. Để khi mà bị dính mê hoặc vô mấy con Bombay á, thì các bạn hãy ghép cái tăng sao vô Bombay để hóa giải lời nguyền liền các bạn. Thoát khỏi ải mỹ nhân chứ không là dễ toạt lắm nha. Với các cái mê hoặc mà bây giờ cũng nhiều anh em mê hoặc 9 độ lên là thức tỉnh là chơi cũng cách phết á. Ồ, bạn Lâm Gia lên được mà Bombay 6 rồi kìa các bạn.
và có các cái thiên sứ bao quanh khá là đẹp nha. Nếu mà các bạn lên Bombay chấm cao mà lên sớm thì ngon phết á, mạnh, có thể câu kéo được quái nhỏ khá là ngon. Thì quay trở lại vấn đề là đội hình khắc chế thì nếu mà các bạn gặp chém các bạn cũng đỡ lo, gặp dòng chảy thì cũng mình thấy mình đánh dòng chảy với dao hoặc là dòng chảy mê hoặc thì đánh cũng được các bạn, nó không có bị hẻo non, chứ đánh kỵ sĩ nhiều khi cũng hẻo non phết á. Gặp cá thì chơi bí thuật rồi các bạn, nếu mà cá không cá giờ thấy cũng có vẻ nó yếu yếu sao ha, hồi xưa mới ra thấy nó bá thiệt sự mà sao giờ thấy nó dễ bị ấy quá, giờ cũng lên cúp cao các bạn thấy cũng ít chơi cá lắm các bạn, chủ yếu là tầm 4k đến 6k cúp thì may ra còn thấy cá, chứ mà lên trên tầm mà cỡ 9-10k cúp thì ít, hầu như lúc ở cái ranh mà 9-10k cúp người ta đánh tặng băng này, đánh kỵ sĩ, đánh báo bom hậu quả, đánh mấy cái đội hình mà chắc chắc nụi đó. Lâu lâu thì vẫn gặp nguyên khí, dòng chảy, mê hoặc, dao, đó là những cái đội hình đánh nhanh thắng nhanh nha các bạn. Thì nhà phát hành nó ra bóng mà mình chơi đội hình nào thì tùy thôi, chứ chơi dao cũng không phải là xấu nha các bạn. Nhưng mà ức chế thật sự, nếu mà gặp mà anh em chơi dao thì cảm giác nó cũng hơi ức chế ha. Nhưng mà đâu sao đâu, thì đội hình nó đội hình đi tàu nhanh mà các bạn. Chứ nhiều bạn người ta đánh lâu người ta cũng mệt, kiểu như đánh cái đội hình đấy thì đánh tàu nhanh thôi. Giờ nếu mà các bạn chơi dao là gọi là nhất kiếm tất sát đó, không kết liễu được đối thủ sớm thì về sau thì mấy bạn đấy thua thì cũng vậy. Nói chung đội hình nào cũng có cái mặt lợi mặt hại khác nhau các bạn, để ý nha. Thì hiện tại bạn Lâm Gia bạn đã lên được cái con Bombay 7 chấm khá là hùng hổ đó các bạn, khá là gọi là khá là bá đó. Và bạn cũng đang tiếp tục nâng các cái con thiên sứ lên chấm cao để bút cho cái con Bombay 7 đó khá mạnh nha. Trong khi đó bên mình thì cũng có được đội hình thiên sứ bao quanh cái Bombay 5. Nhưng mà thiên sứ của mình thì nó hơi lẹt tẹt các bạn, mới lên sứ 1-2 à, giờ phải tìm cách để nâng chấm nó lên, ghép vô để nâng chấm thiên sứ lên cao thì nó bút tốc đánh nó nhanh hơn. Thì ở cái đội hình này thì đánh là khá là nhàn, mình thấy là vậy. Nói chung là nếu mà có thiên sứ kẹp vô thì mình thấy đánh khá là nhàn, không cần phải ghép quá nhiều các bạn, chủ yếu là vừa ghép vừa giữ thôi, giữ đội hình. Chứ các bạn ghép hăng quá thì cũng, tại vì lúc đấy mấy con quái này hầu như là ghép một phát là nó đã clear gần sạch rồi các bạn thấy không. Cái dòng quái nhỏ nó chạy lên, các bạn chỉ cần kéo một cái kích hoạt vô thấy là nó dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đâm ra là cũng không có cần phải ghép nhiều. Chơi thì giống liên kích nhưng mà liên kích phải ghép liên tục cũng khó. À cũng có bạn kêu cover cái đội hình liên kích nha, để lúc nào mình thử chơi liên kích với lại thiên sứ đi PvP thì xem có ổn không. Chắc để kết bạn với bạn nào đó chơi cho nó đỡ mất cúp các bạn, chứ thấy cũng phiêu quá. Bên kia đánh hay chứ bên này mình đánh không biết sao. Ok, con boss lựa ra rồi nè. Thì ok, boss này thì bình thường thôi các bạn. Boss này thì ở cái mức này thì hai bên kéo tên lửa cái nó chết à. Con tiếp theo là con boss đẻ. Bạn Lâm Gia bạn đã dùng bí thuật rồi nè các bạn. Giảm sao nè. Khá lắm anh bạn. Hãy đợi đó. Sao được. Nói chung thì đội hình... Ủa cái gì vậy? Lộn xộn quá. Sự cố các bạn. Tính ảnh cái gì ảnh là nó thải kênh mà nó nhảy tùm lum, mà lâu lâu cảm ứng nó hơi bị đơ chập. Thì về cái đội hình Bombay này thì nếu mà gặp chém thì cũng ngon đó các bạn. Giảm sao cho mình cũng đỡ phải gọi là bị kẹt bóng. Nhưng mà nếu mà gặp chém mà chém dữ quá thì nó cũng găng căng nha. Chém vừa vừa thì ngon, chứ cái gì quá lắm thì nó cũng đội hình nó cũng banh á, cho nên là cũng để ý các bạn. Lúc sau thì nhưng mà lúc sau thì chấm nó cao rồi, với lại lúc đấy PP nó cũng nhiều, đâm ra là mình mất bóng thì nó cũng không sợ lắm. Chỉ có điều là không giữ được mấy con kia thì nó cũng hơi căng.
và những cái con và phải có những cái chỗ để mình kích hoạt tên lửa khi mà các cái con tinh anh xanh nó ra về sau các bạn. Mấy con tinh anh xanh về sau nó khá là mạnh nha. À, bữa trước mình cũng có nói một cái nhược điểm của cái đội hình thiên sứ này, thiên sứ Bombay này, này là gì? Là khả năng mù màu cao nha các bạn. Mù màu đây các bạn thấy không? Khi mà mình kích hoạt á thì cái Bombay với lại cái thiên sứ nó cùng đỏ lên. Ủa cái gì vậy? Cái gì bạn? Nó hơi lỗi. Không sao, các bạn thông cảm nha. Nó vuốt vuốt lên nó bị nhạy nhạy, vuốt lên bật đèn hay sao đó, giờ vuốt lên tắt đèn. Ok. Thì cái đội hình khi mà các bạn kích hoạt cái tên lửa đó. Ô chà, gần hết pin nữa chứ. Dã man thật sự. Lâu lâu đại chiến với bạn YouTuber mà sự cố liên tục các bạn. Trận này không thắng thì hơi phí. Nhưng mà căng quá, bạn bên kia có những cái con thiên sứ 6 chấm, 5 chấm, 4 chấm bao quanh cái con bom bay 7 chấm. Dã man. Thì mình nghĩ trận này câu kéo lâu đó các bạn. Trận này thấy hai bên vẫn còn gọi là chưa đuối. Vẫn còn giết những cái con quái này ngọt lắm. Đó các bạn thấy khi mà quay trở lại cái vấn đề mà khó nhìn mù màu là sao? Khi mà các bạn ghép hai cái con tên lửa vô chẳng hạn đi, nó ra con thiên sứ, các bạn mất đội hình thiên sứ nha. Nhưng mà lúc đó tên lửa nó cũng đỏ lên làm cho các bạn gọi là khó đếm ấy. À, kiểu này nè. Nó khó, mình kiểu như là mình không 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 kịp đếm là không biết là thiên sứ còn giữ hay đã mất nữa, phải đợi nó màu xanh lại, lâu lâu cũng hơi lòng cộng chỗ này. Những cái lúc mà các bạn để những cái lúc boss gần ra, các bạn hạn chế ghép hai cái bom bay vô nha. Để lúc đó bạn phải để dành một cái cặp tăng sao để các bạn ghép vô, chứ hạn chế ghép bom bay vô nha. Tại vì khi mà boss gần ra mà các bạn ghép hai cái tên lửa vô đó, khả năng nó mất đội hình thiên sứ là cực cao luôn á. Nó mất khả năng mất đội hình thiên sứ là không có bút tóc được, là dễ bị con boss ví dụ như gặp boss âm dương nó đổi được luôn đó, các bạn không đủ sức để giết con boss đâu. Cho nên là trước khi boss ra mà mấy con boss nguy hiểm ví dụ như con boss âm dương hay là con boss ninja đó, thì nếu mà các bạn không có tăng sao á, các bạn phải nhanh tay ghép hai cái con tên lửa vô đi. Để làm gì? Để lấy chỗ để mình roll ra được con tăng sao, hoặc là nếu mà nó có mất đội hình thiên sứ thì mình phải xây lại được liền. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội mình kiếm được những con tăng sao để làm chi, để khi mà boss nó ra mình ghép tăng sao vô tên lửa nó chắc ăn hơn, nó không có đảm bảo được là sẽ không mất được cái đội hình thiên sứ các bạn. Ừ, mình chơi mấy lần mình rút ra được cái kinh nghiệm đó chia sẻ cho anh em chơi, tức là những cái đợt boss ra thì các bạn cố gắng phải kiếm được cặp tăng sao nha. Ví dụ như 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 lúc này mình nè, mình đang bị mất đội hình thiên sứ nè, mình sẽ xây xây giữ lại đội hình thiên sứ. Ok, thì mình sẽ kiếm những cái con tăng sao. Bây giờ phải cố kiếm được cái con tăng sao nha. Không kiếm được, nếu mà trường hợp không kiếm được thì bất đắc dĩ thì cũng phải chơi thôi các bạn. Nhưng mà nếu kiếm được tăng sao thì nên giữ tăng sao nha. Khúc này đang mất đầy. Chà, khúc này ra thiên sứ liên tục nè, căng nè. Mà sắp tới boss rồi đây. À, mà lại không có đủ tăng sao. Cái trường hợp này thì lại không đủ tăng sao, chắc phải ghép hai tên lửa vô. Ừ, hên quá. Khúc này ghép thì ngon các bạn. Thì vẫn có những cái trường hợp các bạn không thể điều hướng theo ý muốn của mong muốn của mình được nha. Thì tùy cơ ứng biến thôi các bạn, tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng mà những cái con boss nguy hiểm thì các bạn nên là tích trữ những cái tăng sao để khi mà boss nó gần ra mình ghép tăng sao vô tên lửa thì nó chắc ăn hơn, nó giữ được đội hình thiên sứ. Thì hiện tại bạn Lâm gia khá ngon các bạn. Có các cái con bom bay 6, 5 và 7 được các cái thiên sứ chấm ca bút nha, ngon đó. Bên mình thì cũng có thiên sứ 4 thôi. Nhưng mà có bom bay 5 với 6, nói chung là về mặt số chấm thì đang thua đó các bạn, cần phải nâng lên. Để nâng nâng thiên sứ lên cho chấm nó cao lên thì mới đủ đam được. Những cái khúc này thì những cái khúc này về cuối game là cũng căng nha. Bắt đầu là thấy có vẻ là quái nó trâu lên rồi đó các bạn. Những cái khúc này mình phải để ý, những cái khúc này là dễ bị chết tinh anh xanh dữ lắm. Mình không hiểu sao là những cái khúc khúc cuối này chờ tinh anh xanh ra kéo cái coi, tinh anh xanh mãi chưa thấy ra các bạn. Tính chờ tinh anh xanh để kéo luôn một lần á. Đây nè, giờ tinh anh xanh mới ra nè. Thì các bạn để ý nha, cái con tinh anh xanh mà nó chạy quá 1/2 quãng đường á, mình chơi là nhiều khả năng không kịp đâu á. Ừ.
nhiều khả năng là không 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 kịch không kịp kéo tên lửa đâu. Cái khúc sau tự nhiên cái tên lửa nó cứ dồn vào mấy cái con quái đầu không à, nó kéo ít kéo vào cái con tinh xanh lắm. Nếu mà đây boss ninja ra rồi, liệu có bị chém không? Ồ bị chém luôn này các bạn. Bạn Lâm Gia thì không bị chém. Khóc luôn các bạn. Bạn nó đam mạnh rồi, tại vì có những cái con chấm cao trong khi mình thì bị chém do là không có đủ đủ đam nữa. Đuối rồi các bạn. Những cái con tên lửa chấm thấp quá. Ok, từ từ thôi, vẫn cầm cự được, hy vọng là lật ngược ngon các bạn. Thì tới cái khúc này rồi các bạn để ý không? Tới cái khúc này là cũng lâu rồi đó. Boss này mình không nhớ là boss mấy nhưng mà tới khúc này là phải tập trung cao này các bạn. Khúc này mà bên nào dồn tên lửa, bên nào chơi 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 kích hoạt ra tên lửa là bên kia bị dồn boss dữ lắm. Đây là tinh anh xanh nó chạy tới 1 phần 2 rồi nè, là phải chơi nè. Cứ cứ canh tinh anh xanh khoảng 1 phần 2 thì 1 phần 2 đường thì nên chơi luôn nha các bạn, để lâu quá sợ hẹo. Không biết tí nữa có kịp không đây. Thì con boss tiếp theo là con boss khóa. Hiện tại thì hai bên đều đuối các bạn thấy không? Hai bên đều giết quái đều đuối, cần phải kích hoạt các cái kỹ năng của cái con bom bay ra, là kích hoạt kỹ năng tên lửa ra để giết quái phụ. Chưa thấy cũng đuối rồi nè. Ồ tinh anh xanh lại ra mà mình lại bị mất. À mất mất thiên sứ các bạn. Đây nè, chỗ này thấy các bạn thấy không? Nó kéo toàn vào mấy cái con quái không à, nó không kéo tên lửa vào cái con tinh anh xanh nha. Nghe có vẻ nó phiêu linh nè. À. Mất máu không ta? Ồ hên các bạn. Chưa. Nhưng mà sẽ bị khóa đây. Bị khóa rồi các bạn. Bạn Lâm Gia vẫn có thể kill boss trong một nốt nhạc các bạn ơi. Mình thì bị khóa nha. Con boss tiếp theo là con boss âm dương nha. Con này căng đây. Con này mà không one hit nó được là bẻ đội hình luôn đó các bạn. Hai bên đều vậy. Gặp con âm dương ở cái giai đoạn này phải one hit nó được. Nói chung là bây giờ phải đẩy chấm lên nữa. Phải tìm cách đẩy chấm lên để mong là sẽ đủ cái lượng đam giết, nhưng mà đội hình thiên sứ mình nó bị lỏng cộng quá. Cái chỗ này có con khóa vô cái là thấy các bạn thấy đội hình nó lỏng cộng liền, cảm giác như là khó giữ đội hình thiên sứ các bạn. Từ từ nha, khúc này tinh anh xanh chạy tới đây rồi nè, đó chạy tới 1/2 đường là bắt đầu chơi là được rồi đó các bạn. Bên mình chơi mà nó các bạn thấy không, nó không ăn vô tinh anh xanh luôn, nó ăn vô mấy cái con quái đầu không à. Khả năng mất máu cao nha. Rồi có thua không ta, con boss tia chớp. Hên các bạn, boss tia chớp tại gần tới cửa cái giết được luôn, nhưng mà từ từ vẫn còn một con quái bự bự đây, không biết có giết được không đây. 3, 2, 1 rồi rồi chết luôn các bạn, hai lần hay không. Tên anh xanh lại ra, không khúc này phải chơi liền. Ồ bạn bên kia chưa chơi kìa, bạn bạn Lâm Gia bạn mất kích hoạt thiên sứ nhưng bạn lại không, rồi hơi chậm rồi bạn ơi, khúc này chậm nha, khúc này sợ không kịp đâu. Rồi ăn kèo các bạn, không kịp không kịp, chậm quá, chắc là hơi cuốn các bạn. Ồ thắng luôn. Khúc này chắc bạn bị mất thiên sứ với lại bạn chơi hơi chậm. Không, thực ra thì mình nhá nhá rồi, khi nào mình gần thua thì bạn chịu thua trước để có video coi. Ok, cũng hơi mắc cười các bạn, chắc là cũng kiểu như là hơi hơi cống tí, cũng không nghĩ là khúc đấy hơi thiếu đam đâu, mà khúc đấy tinh anh xanh nó chạy ảo quá. Thôi chắc mình kết thúc video clip này tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Hoặc có muốn mua điện thoại hay coi review điện thoại thì vô kênh Lâm Gia các bạn, kênh đó review điện thoại chất á. Ok, hẹn gặp lại các bạn các clip sau nha. Bye bye.